Đầu tiên xin cảm ơn các chiến binh dũng cảm nhất vì đã giúp mình có đủ sự mạnh mẽ để thực hiện nội dung này. Nếu các bạn muốn trở thành một trong những chiến binh, hãy nhấn nút tham gia bên dưới để trở thành hội viên của kênh. Hai chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobi nha. Ok. Wow. À. Xong rồi, có hình như là mấy bạn cũng hôm qua mình cũng có nói cho các bạn nghe về cái việc là cái tỷ lệ thắng đúng không? Quên nhầm, phải là cái update mới. À, thì cái update mới đó thì mình chắc chắn một, không phải một thì nói một hơi nhiều, 99% là nó sẽ lên bản chính thức nha bạn. Như vậy thì chú quỷ sẽ được tăng một lượng sức mạnh, ok. Cơ bản Phantom Win thì được nâng cái thời gian mà làm cho cái hiệu ứng của nó lên. Cái hiệu ứng của con Phantom Win là hú ra đó. Hú ra thì nó sẽ làm hoảng loạn đối phương. Hoảng loạn đối phương thì sao? Nó không đánh tay được, không đánh kỹ năng được, không nhưng mà nó sẽ di chuyển liên tục. Nó sẽ di chuyển liên tục, nhảy qua nhảy lại các thứ là hoảng loạn mà. Nó sẽ tăng lên, ở 1 sao là đã tăng rồi nha bạn. Ở 1 sao là đã tăng là 2 giây. Ở 2 sao là 3 giây. Ở 3 sao là 4 giây. Mình nói thẳng luôn, với 3 giây hoảng loạn như vậy thôi thì bên kia rụng chắc cũng phải phân nửa. Tại vì biết sao? Cái đam của con Phantom Win rất là khỏe nha bạn. Cái đam của con Phantom Win rất là khỏe luôn. Nếu mà con Phantom Win nào mà nó đẹp như vậy á thì mình có một cái bộ mà mình sẽ hướng cho bạn tới sử dụng là sao? God đỏ Phantom Win. God đỏ Phantom Win nha, và bạn biết rồi đó, nếu mà bạn kẹp thì bạn phải nhớ là phải kẹp cho một con Demon trong bộ Wizard. Kẹp một Demon trong bộ Wizard để làm gì? Để phá bỏ cái bộ Demon của con Phantom Win đi, để cho nó hú cho nó liền. Chứ nó mà có bộ Demon thì nó không nhận được bộ God nữa. Cho nên nó phải khóa bộ Demon lại để nhận bộ God cho nó hú cho nó tuyệt tình. Cái đam của con Phantom Win này thì đúng là nó không phải là kiểu mà hú cái là chết luôn. Theo kiểu dạng là cái một cái con gọi là sát thương thuần túy. Không, cái con này thì là cái kỹ năng của nó là có sát thương. Nhưng mà cái quan trọng nhất của cái kỹ năng của nó là sao? Hiệu ứng khống chế. Cái hoảng loạn này rất là xịn sò. Với một con Phantom Win 2 và với cái thời gian hồi chiêu của nó thì 4 God. Nếu mà bạn có thể lên cho mình giảm 20% từ cái trang bị nữa thì mình khẳng định với bạn luôn, đó là một cái bộ mà bên kia không gây được sát thương cho bạn luôn. Không gây được sát thương cho bạn luôn, có khi hú như vậy là có thể chết luôn rồi đó. Ghê lắm cho bạn, rất là khỏe, hú hú lại liên tục á, không kịp ra sát thương là gãy luôn rồi. Đó, cho nên đó là một cái bộ mà có vẻ như ổn định. Còn chú quỷ thì bạn biết rồi đó, bây giờ không có cái đội hình gì mà ngon nhất của bà đi với chú quỷ bà ngoài Warrior. Chính quơ là vô địch. Chính quơ cũng đang là một trong những cái top team mà có tỷ lệ thắng rất cao trong cái tuần vừa rồi. Mà chú quỷ lại được nâng sức mạnh nữa. Thì bạn hiểu đi, một cái team nằm trong top tỷ lệ thắng mà bây giờ 5 tiền của cái team đó thì được nâng sức mạnh. Hiểu ý? Anh em hiểu ý? Cơ bản là anh em tự hiểu đúng không? Là anh em biết rồi đó. Rõ ràng nếu như mà cái top team mà nó nằm trong top 5 tỷ lệ thắng nha, mà cái một số con tướng quan trọng ở trong đó bị giảm sức mạnh, cái đó thì bình thường. Tại sao? Nó gọi là cân bằng. Đó gọi là cân bằng. Còn bây giờ top team rồi, tỷ lệ thắng rồi, mà nó còn cái con rất là quan trọng và rất là khỏe trong cái team đó lại được nâng sức mạnh lên. Hiểu ý? hiểu ý. Cái này của mình cũng làm biếng để nói phải không? Cơ bản là vậy. Đó thì đó giờ mình sẽ nói tới hai con tướng được nâng sức mạnh, thì mình có hai bộ mình giới thiệu cho bạn luôn, thấy chưa? Nhưng mà chưa update lên bản chính nha bạn, chưa update lên bản chính đâu, cho nên khi nào update nhưng mà mình chắc 99% là nó sẽ lên bản chính thức rồi. Tại vì hôm qua là mình đã có thông báo rồi, ở trong nhóm kín là đã có sẵn sàng để update rồi, thì có thể là 99% và nó không có thay đổi nhiều. Nếu mà có thay đổi thì cũng cơ bản một hai thông số, hoặc là thêm con tướng bị giảm sức mạnh hoặc là nâng sức mạnh thôi, nhưng mà nó không phải là quá nhiều phải không? Nhưng mà mình nghĩ ra chắc chắn là 100% mà nó 99 nha, 99%. Tại nói 100% nhiều khi nhà bất hạnh nó bóp giấy chịu không nổi, nhà bất hạnh nó bóp banh xác, cho nên là thua rồi. Thêm vào đó là Kira thì nó thay đổi cái cơ chế hoạt động là nó thêm tắc vô. Thì bây giờ nếu mà Kira thì mình nghĩ bạn Kira đi Inceptor sẽ ngon hơn trong cái việc là giống như hoặc là chính Assassin cũng tuyệt vời. Còn Kira đi những cái đội hình khác thì coi chừng là không có đủ cái
cái con để hiến tế khi mà để kích hoạt Kira. Inceptor thì chắc chắn là có vẻ như anh em rất là dễ để full Kira. Inceptor là cái một trong những cái team mà để sinh ra để dành cho Kira mà bạn. Cho nên nó sẽ búp cho Kira rất là khỏe. Sau đó là Assassin. Assassin thì đa phần nếu mà đi Kira rồi thì anh em nên dùng những tay ngắn để làm gì? Nếu mà những cái con đó nó có chết thì nó búp cho con kia cũng khá là ngon. Đó, hồi trước là 6 con là full Kira, còn bây giờ là 8 con các bạn. 8 con full Kira nhưng mà lúc mà full á thì cơ bản là nó cũng gần bằng nhau, nó không thay đổi quá nhiều. Hồi trước là mỗi 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 cái mạng chết á thì nó sẽ có 20%. 20% búp không phải là 15% máu với 20% đam đúng không? Còn bây giờ là 12% máu và 15% quên 15% đam đúng rồi, 12% máu và 15% đam. Rồi thì nó lúc mà bạn tới full rồi đó, rồi trước là 6 6 tách, bây giờ là 8 tách thì lúc mà full rồi á, kể cả 6 cả 8 lúc trước thì cái chỉ số nó không thay đổi quá nhiều. Cơ bản là có thể cái sức mạnh nó ngang nhau nhưng mà phải full nha. 8 thì nó khó full hơn rồi, đúng chưa? 6 thì nó dễ hơn. Cho nên cái này nó làm cho bộ Kira khó chơi hơn thôi, chứ còn mà cái lượng sức mạnh nếu mà full nó thì cũng không không gì cơ bản. Inceptor là một cái lựa chọn hoàn hảo các bạn, rất hoàn hảo luôn. Qua đi nhậu có một bữa mà giờ này bớt quá. Qua uống. Bạn nghĩ đi, mình ngồi hôm qua là ngồi đúng kiểu là mưa nữa, trời, đi buổi trưa mà mưa nữa, trời ơi, nhậu phê. Nhậu nhậu nào mà xỉu thì thôi mà. Quá quá ghê gớm đi. Uống nước cho tỉnh táo rồi. Trời ơi, nó thua hoài ta. Đội hình này giờ mua cái gì đây ta? Bây giờ đội hình này đi cái gì chưa biết luôn á. Thật sự là đội hình này bây giờ đội bạn hỏi mình đi cái gì chưa biết, nhưng mà mình có một con AC2. Mình có một con AC2 thì bây giờ mình từ AC mình build đi, mình từ AC build mình có thể build cái gì? Thí dụ vậy, mà từ mình giờ mình giờ có dấu mốc đó thôi. Giờ mình sẽ từ AC build được gì? AC thì mình giờ có thể có build được Warrior. Hợp lý. Còn không thì đỏ, bốn đỏ cũng được, bốn đỏ rồi bạn đổi bài khác cũng ok đúng không? Hoặc là bây giờ đi đỏ Hunter cũng thể cũng là giai đoạn đầu, cũng là một cái thứ gì đó khá là ngon. Trời ơi, thằng con lem 2 khỏe thế. Lem con 2 tiền 2 sao này đức kinh đó chứ. Mà bạn biết rồi đó, con lem Wiza thì sao? Nó mà ăn tiêu một lần rồi thì cái tốc độ đánh đó nó được tăng rất là nhiều. Nó ăn tiêu được một lần rồi thì tốc độ đánh nó tăng lên rất là ghê luôn. Cho nên là nó ăn tiêu càng nhiều thì bạn càng khó giết nó. Thôi mình giết được rồi. Ok, cơ bản là mặc dù mày đam to đó nhưng mà tao trâu. Tao đủ trâu. Lên con AC này luôn. Ui, lava shaman luôn, đây rồi. Đây rồi, anh em cũng tự hiểu nha. Đó, bài bài cơ bản bây giờ chúng ta set up một bài warrior nghe có vẻ hợp lý. Bài warrior nghe có vẻ rất hợp lý luôn, nhưng mà bây giờ mình lấy con ốc vô mình để lấy hai cá. Cá thì nó chả có gì đâu. Cá thì chả có gì đâu, nếu mà cá ha. Nếu mà cá bây giờ con ốc mà lên đó thì mình đi 6 cá luôn, mình đi assassin 6 cá cũng tuyệt vời lắm rồi nha. Thì để coi. Ốc phải, nhưng mà ốc phải lên nha, ốc không lên là toang đấy. Nè, thằng này đi eo nè, có rất có thể là một thằng đi eo đây nè. Eo thì sao? Thấy có nhấp nhé một thằng mà đi eo mà bạn chưa chọn đồ thì nên nhớ là trong đầu lúc nào cũng phải có cái chữ gậy gai ở trong đó nha. Bạn thấy một thằng đi eo ba eo thôi, không cần đi nhiều, nhớ trong đầu là lúc nào cũng phải có cái chữ gậy gai trong đó. Bạn mà không có gậy gai thì xin lỗi bạn luôn, chút xíu chín eo bạn không làm gì được nó luôn, đánh nó chỉ né thôi bạn. Rất tiếc là vậy nha. Rất tiếc là vậy. Bạn thấy một thằng đi eo rồi thì nhớ trong đầu lúc nào cũng phải có gậy gai trong đó, trừ những cái team mà đi kỹ năng thì không nói nha. Từ những cái team mà đi kỹ năng thì ok bình thường. Còn những cái team mà nói không có đi đi sát thương tay á, thì bắt buộc bạn phải nhớ trong đầu là cái chữ gậy gai lúc nào trong team cũng phải có cho bạn không. Cặp Venom cặp Ghost được luôn. Ây da, Venom này 2 sao là ngon nè. Từ từ nha, đó, từ từ nha. Bài này được, bài này thì mình thấy bốn đỏ rồi. Mình thấy bốn đỏ rồi đó. Bài đi bốn đỏ thì cơ bản là có nhiều máu thôi, đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà bây giờ mình thông minh hơn á, là mình đang có một cặp God ở đây, xong rồi một cặp kia ở đây nữa thì có vẻ như
tự nhiên trong đầu mình lại có một cái gọi là sao ta, kiểu như một trong đầu tự nổ ra một cái ý tưởng, sáng bóng đèn lên phải không? Đó, nói gì đi, đúng mà, trời, đây rồi bạn ơi, đây rồi. Nhưng mà cái team này á, thì chúng ta phải có một con nữa, phải con nó đặc biệt quan trọng luôn, phải có mới chơi được, còn không có không chơi được. Con gì? Đố bạn cần phải tìm con gì? Bây giờ đố với bạn đó, mấy bạn giờ mấy bạn nghĩ mình cần phải tìm con gì? Bây giờ thử anh em thử comment bên dưới coi đúng không, ngay tại lúc này nè, comment đi, comment bên dưới thử coi phải không. Mình chắc chắn với anh em luôn, đây là một con mà anh em nào chơi bài này rồi thì anh em sẽ nhìn thấy nó luôn. Anh em biết là cần phải có con gì luôn. Anh em nhìn vô là anh em biết liền. Anh em nhìn vô đội hình này là anh em biết cần phải có con gì liền luôn, không có sai được bạn à, không có sai được, chắc chắn là vậy luôn. Nhìn vô là biết liền, con rim tất, đúng chưa? Không có con rim tất thì cái đội hình này không ăn thua, phải là rim tất, đúng chưa? Con rim tất để làm gì? Bài này đi gót đỏ, rồng phun nước miếng đó, nhớ em hiểu chưa? Hiểu chưa? Ý tưởng là vậy đúng không? Ý tưởng là vậy rồi, thế thôi. Gót đỏ thì anh em có thể làm gót đỏ, thì giờ chúng ta nếu mà bây giờ anh em mất máu sớm á, thì anh em đi sáu đỏ, còn anh em mà còn máu như mình á thì khoan đã, anh em đi bốn đỏ cho mình, tại còn nhiều máu quá, sáu đỏ đó anh không ăn thua anh em không? Sao còn nhiều máu quá, sáu đỏ đâu ăn thua, nó phải là bốn đỏ thôi. Còn kẹp kẹp cái gì bây giờ nè, kẹp cái gì? Chắc chắn là mình có visa đúng không? Chắc chắn là mình phải có visa, đi bốn đỏ bốn gót là cũng phải có visa cái thứ, thì bốn shaman sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo luôn. Bốn shaman sẽ là một lựa chọn rất ok khi mà bạn đi bốn đỏ nha. Bốn 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 sẽ là bộ bộ cái team này khá ngon. Nhưng mà cái đó là trong lúc mà bạn còn nhiều máu nha. Còn bạn mà thấp máu thì bạn nên đi sáu đỏ. Sáu đỏ bốn gót là tuyệt vời luôn, đúng không? Thì cái đó là tùy dự tùy từng trận của bạn thôi. Rồi còn phải coi bài nó ra như thế nào nữa, chứ không phải lúc nào cũng vậy. Bây giờ thí dụ như bạn muốn đi shaman, nhưng mà shaman của bạn là sao? Con Phantom Wind, quên nhầm, con tôm shaman lại nó không ra. Bài đỏ mà không ra con tôm shaman thì đi shaman tệ, vứt đi. Lava shaman thì hai tiền là lên được cái chắc rồi. Với lại một con khác nữa. Cái con khác đó nếu mà có 5 tiền thì tuyệt vời. Nếu mà có 5 tiền thì tuyệt vời. Chứ còn con có cái gì khác ở đâu? Có shaman thì bây giờ có con Defector một, với lại gấu, gấu thì thua rồi. Còn không nữa thì giỏi lắm thì bây giờ bạn biết sao? Bây giờ bạn đi hôn nữa. Đúng rồi, một cái team hôn còn ghê nữa nha. Hôn thì nó có sẵn một assassin luôn. Quên, một một shaman luôn, là con tư tế thường ngày. Xong bài gót, bài gót có một con hôn nữa là bài gì? Là con khan, trận này có khan luôn. Trận này có khan luôn thì có thể kẹp thêm một thị vệ thường ngày nữa. Chúng ta sẽ có bốn hôn, bốn đỏ, bốn gót và bốn shaman nếu mà đủ. Không biết đủ hôn nữa, bây giờ cộng lại chắc kệt, chắc mệt á. Bài 444 đó sẽ rất là ghê, nhưng mà bạn sẽ thiếu một con đam chủ lực. Bạn phải dựa hết vô shaman. Bạn sẽ thiếu một con đam chủ lực. Con đam chủ lực đó có thể là, nếu như là bỏ con God of War đi á, thì con đam chủ lực đó bạn có thể thay thế bằng con God of Thunder. Trận này có God of Thunder luôn nha, đúng không? Trận này có God of Thunder luôn thì bạn có thể thay thế cái đam chủ lực của bạn bằng God of Thunder cũng ok. Nhưng mà God of Thunder thì 5 tiền á, nó hơi khó kiếm. Nó hơi khó kiếm, giống như Khan cũng vậy. Cái đội hình mà giống như là cái bốn bốn sừng á, bốn hôn á, thì nó sẽ đòi hỏi nhiều năm tiền quá, cho nên là khó khó chơi. Nhưng mà không phải là không chơi được, chơi được nha, ok nha. Nhưng mà thế nếu là mình thì mình không gọi là chuốc họa vào thân làm gì đó. Nếu là mình thì mình không chuốc họa là vào thân làm gì, mình làm gì mình phải cực khổ dữ vậy. Mình đâu cần phải cực khổ vậy, mình đi bốn gót sáu đỏ là xong vậy thôi. Cực khổ làm con mẹ gì, bài vẽ làm chi, bài vẽ làm chi anh em không? Cơ bản là vậy đó. Nếu mà bạn xanh thì bạn làm cái gì nó cũng đúng hết. Nếu mà bạn xanh thì bạn làm cái gì nó cũng đúng hết á. Nhưng bạn không xanh thì bạn làm cái gì nó cũng sai hết á.
Vậy hiểu không? Cho nên cơ bản là chúng ta phải 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 gọi là tùy, gọi sao kiểu bằng gì ta, liệu cơm gấp mắm đó. Bài xanh thì đi bốn đỏ thôi, xanh mà đâu cần phải, bài bạn chưa mất máu nhiều thì bạn đi sáu đỏ nó tệ lắm, phế nha. Bạn phải thấp máu kìa, bạn phải 10 máu 20 máu kìa thì bạn đi sáu đỏ nó mới ngon, chứ còn không đi sáu đỏ nó tệ. Thì bạn sẽ build theo kiểu là bốn shaman, bốn god, bốn đỏ. Còn nếu mà bài mà yếu quá thì đi bài thua dữ quá thì đi sáu đỏ luôn là xong, đơn giản. Đã yếu rồi đừng bài vẽ làm gì đó. Đã yếu rồi thì đừng bài vẽ làm gì hết, bạn hiểu không? Cái đó thì nói chung là cái đạo lý đó thì anh em cũng hiểu rồi, cô không cần phải, phải gọi là quá giải thích làm gì. Bạn đã sanh rồi thì bạn làm cái gì nó cũng đúng. Thằng giàu nói cái gì cũng đúng các bạn, thằng giàu nói cái gì cũng là chân lý hết nó. Cho nên bây giờ setup như vậy, bây giờ mình có một con rồng phun nước miếng rồi thì bây giờ mình cứ dựa vô đó mình chơi cái đã, rồi còn chút xíu về cuối mình chơi sau thì từ từ tính. Bây giờ mình mới có level 6 thôi, nhưng mà đội hình này không có cần phải lên level nhiều. Đội hình này không cần lên bao nhiêu, tầm 7 hoặc 8 là đã chơi được rồi nha bạn. 7 hoặc 8 là đã ok, một cái lượng sức mạnh ổn. Nhưng mà đặc biệt là sao, nếu mà đi rồng phun nước miếng thì phải 3 sao. Và rồng phun nước miếng thì mình nói với bạn là bắt buộc anh em phải có cây trượng hiến tế, lên cây quyết trượng thì tốt, còn bắt buộc là phải có trượng hiến tế, ít nhất là trượng hiến tế nha. Chứ còn không thì con rồng phun nước miếng này hơi tệ, hơi tệ về cái lượng đam. Thật sự vậy nha bạn. Con rồng phun nước miếng này nếu mà bạn gọi là best choice trong tầm giá đó thì là một cây quý trượng, một cây bảo. Tại sao lại là bảo? Tại sao lại là bảo thì bạn nhớ nha, con rồng phun nước miếng này nó là assassin, nó là assassin, nó có thể tự nhảy qua đối phương được, nó có thể tự nhảy qua đối phương được. Nhưng mà con này thì không lấy nhẫn dịch chuyển nha. Họ nhiều bạn hỏi sao, tại sao con này không lấy nhẫn dịch chuyển, tại sao con rim tất của bạn phải quẹt mực trước rồi con rồng phun nước miếng nó mới phun sau, bắt buộc là cái nó phải như vậy phải không? Cái con kia trước con này sau, nếu mà con này trước con kia sau thì phế vật luôn. Rất là nguy hiểm nha bạn. Cho nên con này nếu là mình thì mình sẽ lấy cây bảo. Tại vì không, cây bảo nó có một cục tinh, nó có hai cục ma năng cộng lại luôn. Cây bảo hồi mana rất là lẹ. Còn giữ nữa là sao, thì lên cho mình cái tù và quá tuyệt vời. Thì tóm lại là có đồ thì không nói gì cũng đúng các bạn không. Tóm lại là bạn già quyết quyết trượng là chắc chắn phải có nè, không thể không có. Không có là bạn chỉ đi khoảng 50% sức mạnh của con rồng phun nước miếng thôi, thật sự luôn. Thêm vào đó là sao, tù và được, tiếp đó là bảo, có bảo là lấy tiền. Có bảo bạn còn kết hợp được nhiều thứ nữa. Có bảo con rồng phun nước miếng của bạn là nó cầm rất là nhiều cái CC luôn, vừa có phun nước miếng rút máu nha, xong rồi trúng độc và làm chậm nè, đánh này kia các thứ này, xong rồi còn câm lặng nữa, tại vì cái bảo câm lặng nó rất ngon đấy chưa. Ông rồng phun nước miếng thế vậy chứ nhiều nhiều pha phun rất là khôn. Nhưng mà nhiều pha nó cũng phun rất ngu, cũng không biết phải nói cái gì đúng không bạn, thấy không? Nhiều khi con rim tức có nó quẹt bên kia 10 con đi, con rim tức dịch chuyển con kia quẹt xoẹt trúng 9 con, trúng 9 con nha bạn, là gần như là 10 con luôn, mà chỉ cần nó dịch chuyển nó còn một con ở trong góc á, thì nó không quẹt trúng con đó thôi. Hơi xui chút xíu vậy thôi, nhưng mà con rồng phun nước miếng lại phun trúng cái con nằm trong góc đó. Mà bạn hiểu đi, cái đòn đánh thứ nhất là cái đòn đánh rất quan trọng, là nhiều khi là bạn clear team ngay chỗ đòn đánh thứ nhất đó luôn. Nhưng mà không, nó phải tốn đến hai đòn. Là bạn thấy là team bạn là cũng nhận đam kha khá rồi đó. Team bạn cũng nhận cái đam khơ khớ rồi, nó mới bắt đầu chọn thì nó lại dở rồi. Thấy không, có khi là chưa kịp làm gì là ăn câm lặng thì thôi. Ăn ăn doom là thôi luôn á. Cái lúc đó thì bạn mới biết thế nào là lễ độ. Và cái con rồng phun nước miếng này nếu tốt nhất thì bạn nên lấy cho mình một cái bùa miễn hiệu ứng. Miễn hiệu ứng càng sớm càng tốt, bùa dởm trước rồi bùa xịn sau. Còn nếu không có bùa xịn thì thôi, chấp nhận chúng ta lên bùa dởm trước, nhưng mà phải lên nha bạn, không lên tội nghiệp, con rồng phun nước miếng nhảy qua kia xong bị tưng lên hoặc là bị hack á. Rất tội nghiệp luôn bạn. Rất tội nghiệp rồi, đáng lẽ là nó chuẩn bị phun nước miếng rồi,
bị khét một cái xong luôn, hú hồn trồn luôn bị hét một cái hú hồn trồn luôn, hoặc là Doom nó dịch chuyển, Doom cầm nhẫn dịch chuyển, nó có mana cũng sớm lắm chứ bộ, nó để vào mồm một cái câm lặng thì thôi, ôi trời ơi lúc đó là sao, kêu trời không thấu kêu đất không hay luôn, chưa kịp làm gì con Doom. Tại sao con Doom là con mà nó hồi mana nhanh, tại bạn biết là nhẫn dịch chuyển qua con Doom nó đấm được cái đam, nó to cái đam của con Doom nó nếu mà nó không bị hủy đi mình nó đấm là nó hồi mana rất là nhanh, mà nếu mà con Doom nó có đồ rồi thì đấm chừng một hit là nó đầy, có khi dịch chuyển qua nó bị đánh một cái nó đã đầy rồi, cho nên là nó rất dễ ăn câm lặng mấy đứa mấy con mà theo kiểu kỹ năng dịch chuyển, giống như con rồng phun nước miếng, mà bạn biết là rồng phun nước miếng của mình á nó còn không dám lấy nhẫn dịch chuyển nữa, mà nói rồi lấy nhẫn dịch chuyển khả năng cao là nó phun nước miếng trước con Rim Tất. Thấy không, là nó phun nước miếng trước con Rim Tất thì thôi thảm họa luôn, thảm họa luôn đúng chưa. Nhiều khi cũng mệt đó bạn, set up mấy con này á, tóm lại là mình nghĩ là phải ăn ngay cái từ cái đòn đánh đầu tiên luôn, vô khớp là cái rập liền là lấy tiền, đó mới là chân lý bạn không. Chứ còn mà bạn chờ tới đòn đánh thứ hai hoặc thứ ba, đòn đánh thứ hai thì đã là gọi là một thảm họa rồi, đòn đánh thứ ba là có khi là không còn đòn đánh tiếp theo đâu, dễ đi lắm trời, má đau họng quá, hôm qua uống bia mà buổi trưa uống bia mà nóng nóng á, trời uống bia lạnh đã phải, cho nên uống giờ nó đau họng mẹ luôn rồi. Gặp mình hôm nay bị đau họng chưa hết nữa chứ, tới có cái tiệc nữa nhậu phát giờ hơi hơi choáng váng. Uống nước nha anh em. Anh em nhớ giờ dặn nha, nửa tiếng là anh em uống nước một lần nha mình, tầm đó đừng để quá lâu. Nhiều khi đừng để tới khát anh em không, uống ít nhưng mà lẽ liên tục như vậy thì tốt lắm, tránh được nhiều bệnh. Ây da, chết cha rồi, bây giờ xả tiền pha này dốt rồi, từ từ để tao bán con này vớt nè, bán con này luôn, bán con này vô, ok, vừa kịp hết thời giờ, mà có hai rồng phun nước miếng rồi thì con rồng này dễ lên ba lắm. Tự tin trời ơi, con gấu assassin đúng kiểu là nó thú vị luôn, mà biết sao, khi mà nó sử dụng kỹ năng á thì cái bản thể của nó không nhận sát thương, cho nên là nó khá trâu luôn. Con rồng phun nước miếng mình phun trúng rồi đó, nhưng mà chưa kịp giết chết là nó ăn tiêu, mà nó ăn tiêu thì nó bỏ mất một lượng đam lớn trong cái thời gian đó. Whisper Seed, con nào lên cây ba này đi rui à, trời ơi cái con đó mà nói thiệt luôn, cái con đó, cái con The Rider, con The Rider đó đúng là một trong những con mà nó khó dùng, thật sự là khó dùng. Bình thường mình dùng con đó thì chúng ta sẽ ít có khi nào dùng theo kiểu là dùng cái kỹ năng của nó, ít lắm bạn, ít có ai dùng như vậy lắm, tại vì cái kỹ năng của nó là sinh ra để khắc chế toàn bộ tất cả đội hình của nó trong game này nha bạn. Mỗi loại đội hình thì nó sẽ có một cái skill khác nhau. Bây giờ mình có Rin Tất rồi đây, bây giờ chúng ta sẽ set up làm sao đó chúng ta đi bốn gót. Úi da, 79 à, chết cha rồi, 79 vẫn mất con, không được rồi, nhưng mà thôi lấy vô đi tính, phải lên 8 bạn, là phải lên 8 thôi. Rim Tất thì bây giờ mình lấy nhẫn dịch chuyển đưa cho con Rim Tất, xong mình con rồng phun nước miếng thì chúng ta sẽ set up cái chiêu khác, God of War lên 3 sao rất khỏe nha bạn, vừa đủ trâu. 3 sao thì đương nhiên là trâu rồi, mình bây giờ mình chỉ chơi con God of War 2 sao thôi. God of War 1 tiền, mà đúng là 1 tiền thì cũng chẳng trông chờ gì nhiều ở 2 sao bạn. Một bạn nghĩ bạn nhớ cái thời gian mà con God of War này còn ở 3 tiền không? Gần như là mình đi chính quơ lúc nào mình cũng sử dụng nó luôn, 3 tiền, tại vì sao, nó trâu mà nó có hiệu ứng khống chế rất là mạnh, là sao nó đẩy lùi á, lâu lâu nó đẩy lùi rất là khỏe luôn đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lấy thêm cái này đưa cho này, đã nói rồi là phải có quyết trượng, đã nói rồi phải trú quyết trượng đó, bảo thì chắc chắn chút xíu nữa mình ghép, chút xíu nữa mình ghép lại, chứ bây giờ ghép bảo hơi sớm, giờ ghép bảo hơi sớm. Bây giờ mình lấy hai cục này để chút xíu nữa mình coi coi mình có lên được cái tù bà hay không. Mình không lên được tù bà thì hơi tội nghiệp cho con rồng phun nước miếng, là nó chậm, nó chậm lắm rồi.
Dream Tech qua bển dịch chuyển qua nè, phun quẹt rất tốt, trúng 70% đội hình đối phương, nhưng mà con rồng vua đúng biến chậm quá, trúng nè, thấy chưa, phun rất đẹp nha bạn, phun rất đẹp luôn. Đó, phun như thế thì còn gì phải nói đâu bạn, cỡ đó thôi, mình chỉ cần con rồng phun nước miếng phun như vậy thôi đó là được rồi. Trời ơi, nó coi sao rạc lên rơi, cũng là một con khá trâu đấy, nhưng mà gặp trúng con rồng phun nước miếng. Con rồng phun nước miếng thì sao thì bạn hiểu đi, cái chiêu của nó là bạn vô bạn đọc đi bạn sẽ biết đúng không, là trùm khắc chế luôn, trùm khắc chế luôn á chứ chẳng đùa. Mà lên 3 sao thì nó còn ghê nữa, nó còn khỏe nữa, nhưng bây giờ mình 8 bài vậy ổn chưa, mình còn 58 máu cơ bản là bây giờ mình còn trung bình, bây giờ đi 6 đỏ với cái lượng máu này cũng được, cũng được nha, chứ không không phải là quá nhiều, nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ xoay để mình kiếm con rồng phun nước miếng 3 sao Dream Tất 2. Dream Tất 2 để làm gì, cho nó nhảy qua kia nó đừng chết, cho nó nhảy qua kia nó đừng có chết, nó mà chết trước khi nó quẹt mực thì thôi, cái đó gọi là thảm họa luôn, đúng kiểu là vậy luôn, nó phải quẹt mực được rồi nó muốn chết gì nó chết, ta không có cần biết mày muốn chết ở đâu, ta không cần biết, nhưng mà mày phải quẹt được mực rồi mày hãy chết, chứ đừng chết quá sớm. Quẹt mực xong rồi hãy chết, cỡ nào cỡ quẹt mực xong rồi hãy chết, chứ đừng chết sớm, chết sớm quá nguy hiểm đối với team mình, phải không? Đây rồi, đây quá, lấy cái quyết trượng, đáng lẽ là mình lấy cái tù và, nhưng mà không, cái quyết trượng nó quan trọng hơn, cái tù và nó từ từ luôn. Bây giờ mình sẽ khoan đã, bây giờ mình ghép cái bảo trước, xong rồi mình cái ui đỏ, ui da, chết cha, bây giờ mình bán con này đi, mình mua đỏ vô, đúng rồi. Con a xe này 3 sao là trâu vô địch nha bạn, a xe này 3 sao là vô à, ngon lành à, khá là trâu luôn đó bạn, chứ chẳng đùa. Đặc biệt là nếu mà 6 đỏ, 6 đỏ mà máu mình thấp hơn chút xíu nữa, máu mình còn cỡ 30 máu á, thì đưa một con 6 đỏ a xe 3 vô thì thôi, con a xe 3 là giống như là cái núi gì đó, đấm đấm không thủng. Khó nha, bài cũng hơi khổ đấy, bài cũng hơi khổ chứ không phải đùa đâu nha. Nhưng mà được con cái là mình có cửa lên tất cả mọi hướng, tất cả mọi hướng mình có cửa lên hết luôn. Con AC3 có cửa nè, con rồng phun nước miếng 3 sao vẫn có nha bạn, mặc dù bây giờ mình mới có 2 con 2 thôi, nhưng mà 2 con 2 là đã gọi là 70% rồi, 70% rồi. Quẹt mực rất tốt, phun nước miếng cho đẹp nha em, đúng rồi, nó phun nước miếng nó phải phun cỡ đó đúng không, được, nhưng mà thua banh xác luôn. Trời đất ơi, con đắc việt bên kia đặt cái dòng đẹp dữ vậy trời. Ồ, đúng kiểu luôn, mình máu nhiều mình đưa vô cho nó quýnh giống như là con vậy đó, quýnh đầu như chó. Ok thôi, thua thôi bạn, đó thua chút xíu đi 6 đỏ được luôn á chứ, thua thôi, thua chút đi 6 đỏ luôn, thua thêm mất máu thêm chút xíu nữa cũng được. Thằng này lên ban ơn, ok, ban ơn là cái đồ cuối, là hồi máu là cha chú của người ta luôn rồi đó bạn. Bạn mà lên được cái ban ơn đó thì bạn sẽ thấy đột nhiên cái team bạn nó trâu hẳn. Bạn mặc dù bạn lên có một cái trang bị bạn để cho một cái con tướng thôi, nhưng mà đột nhiên các bạn thấy cái team bạn nó trâu hẳn luôn, nó trâu hẳn luôn chứ không phải là trâu dừa đâu nha bạn. Cơ bản là đột nhiên cái tự nhiên thành con ngé, con ngé nó biến thành con trâu. Nhiều bạn chưa biết con ngé là con gì thì con ngé là con trâu con nha bạn. Ngé là con trâu con nha, con bò con thì kêu mượn bê, nhưng mà con trâu con thì kêu bạn ngé, mình cũng không biết nha, cái này hồi xưa mình đi mình nghe người ta kêu vậy thôi chứ mình cũng không biết kêu sao vậy, thua nha. Bạn hỏi sao kêu vậy mình chịu. Bó thầy, người ta kêu sao mình kêu vậy mình không biết đâu. Ok, 11.000 đam, mà thấy cái đam của con lúc mà bạn lên được cái quý trượng, mà thấy cái đam của con rồng phun nước miếng không, 10 điểm luôn à, 10 điểm không có nhân luôn. Em mà nói thiệt, một bầu vú có thể nuôi được ngàn quân luôn, tuyệt vời. Một cái lượng đam quá kinh khủng, nó là chiếm hết một lượng sát thương của team mình luôn mà. Miễn bây giờ con riêng tất quẹt được thì con rồng phun nước miếng mình húp được đó. Mày có ra mày dám quẹt thì tao dám phun. Giờ thì tiếp tục, bây giờ chờ tiền với lại xoay thôi. Trời, thằng kia lên khan 2 rồi, tao lại mày luôn á. Khan 2 nó khỏe lắm nha, nhiều bạn chưa chơi con Khan bao giờ đúng không?
Mình biết chứ, nhiều bạn chưa bao giờ chơi con Khan, tại vì con Khan nó nằm trong một cái bộ khá là khó chơi. Hôn là một cái nè, Rui thì đương nhiên là dễ chơi rồi, nhưng mà hôn đi gót khó kết hợp đúng không? Cho nên ít là anh em đã ít có chơi, nhưng mà mình nghĩ bạn nên chơi một lần thì bạn sẽ thấy con Khan nó ok, vừa trâu vừa có đam vừa có tăng, vừa có hiệu ứng khống chế tuyệt vời lắm. Ok, tao tưởng mày không phun trúng chứ, phun trúng để làm gì, để hồi máu nữa. Bạn phun trúng thì cái huyết trượng nó hồi máu tốt nữa, cho nên là con rồng của nó miếng nó trâu. Chứ bây giờ bạn không phun trúng là thôi dở liền rồi, hay quá, hai tinh thể một mana nữa thì tuyệt vời rồi. Chắc chắn bây giờ chúng ta sẽ ghép được một cái tù và, chúng ta sẽ ghép được một cái tù và, một cái này, cái gì, cái bảo bảo dởm, bảo 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 này mở một con, con này đưa cho nó, đúng chưa, lên con này 2 sao luôn, đúng rồi, cứng rồi, cứng rồi đó, bài cơ bản rồi đó. Trời, 20 điểm, 20 điểm này là bao nhiêu, là 100% sát thương kỹ năng. Mà mới biết con rồng phun nước miếng này rút máu cỡ đó thì bạn nghĩ cái đam nó hơi bị to nha bồ, chẳng đùa đâu, chẳng đùa đâu. Bây giờ mới là thể hiện hết nè, con rồng phun nước miếng bây giờ là nó có tới rất nhiều cái tinh thạch, sinh lực cái gì là mana trong đó rồi, cho nên bây giờ nó hồi máu của hồi mana cũng nhanh hơn rồi đó, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ chậm hơn con Rim Tất đó. Như vậy thì đẹp rồi, quá đẹp rồi, phun cỡ này rồi bạn, tao cho mày chết luôn, tao cho mày chết luôn, xạo ha, xạo mà bước vào đây, bước vào đây. Miễn là con rồng phun nước miếng nó phun sao con kia là lấy tiền nó, bây giờ là hợp lý rồi đó. Đây rồi, Khan mình mua, tại sao Khan God, Khan God rồng mà, đây rồi mình lấy con này mình đỡ cho con 2 tiền, tại sao con 2 tiền để lại làm cái gì bạn, không cần thiết. Mà lấy con Khan vừa có trâu vừa có tăng vừa có đam vừa có hiệu ứng khống chế, ta damn ngon à. AC3 được, được luôn, AC3 rồi, có một con trâu trâu cứng rồi đó bạn. Này là đúng kiểu là biến thành trâu rồi nè, nãy là ngé thôi, bây giờ là thành trâu đó. Bây giờ team mình là có trâu dữ ra đó. Khan để đây, nếu mà lên được Khan 2 hoặc 3 sao. Khan thì nó rui mà, bạn chỉ cần thêm 3 mảnh nữa thôi là bạn có thể setup đi được Khan 3 rồi. Mà cỡ Khan 3 thì bạn biết nó trâu là khỏi khỏi phải bàn. Khan 3 trâu khỏi phải bàn nha bồ. Áo choàng, áo choàng lấy luôn cái vật thẩm nha. Ây da, tù và nó con nó lại quá tuyệt vời trời ơi. Sao vậy nhờ, trời nó có con rồng nó phun nước miếng này, bây giờ nó hồi máu thứ gì chịu nổi bạn. Bây giờ mình lên 3 sao mình phun nước miếng, con rồng phun nước miếng này không bao giờ chết được luôn. Tại sao, còn có đối phương còn rút máu bởi cái kỹ năng của nó thì nó không chết được. Bây giờ bạn nghĩ đi, hồi bao nhiêu máu rồi, hồi bao nhiêu máu rồi, bạn đột nhiên bạn thử nghĩ đi. Tôm xong anh tốt rồi, khỏi phải bàn. Để con này vô, bây giờ để lava shaman vô thì chúng ta sẽ có 2 con 2 sao, hai con shaman nữa. Bây giờ chúng ta tùy hỷ, chúng ta up chính, chúng ta để thêm một con defector vô nữa là chúng ta đã có 4 shaman rồi. 4 shaman mà con tôm shaman này 3 sao thì 2 sao thì mà nó khả năng biến 3 tiền 3 sao, 4 tiền 3 sao là có thể. Cơ bản là vậy anh em ha, đấy tùy 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 hứng thôi. Bây giờ muốn build shaman thì build shaman, còn không thì build sáo đỏ, tùy bạn. Bây giờ thì tùy hỷ thôi. Sáo đỏ bây giờ mình cũng có luôn, sáo đỏ có sáo đỏ luôn. 4 shaman thì chưa có thôi. 4 shaman thì phải thiếu một con nữa. Rim tất quẹt nè, rồng phun nước miếng phun nè, đó mà thấy giật chưa, giật chưa. Damn, quá kinh khủng đi, quá kinh khủng đi, 14.000 đam với lại 3 lần phun kỹ năng, trời đất coi. Tiên hạ thủ di cường quá đã, mạnh mà anh em thấy mạnh chưa, quá ghê rồi. Rồi đúng là cây quyết trượng, mà theo cây quyết trượng là cây quyết định hết, không có cây quyết trượng đó là chúng ta phải gọi là tìm ở đâu ra cái lượng sát thương như vậy. Đây mình nói rồi, cái trấn phái của cái con rồng phun nước miếng này là cái quyết trượng đó, mà bạn phải có quyết trượng đó thì bạn sẽ thấy nó mạnh hơn rất 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 nhiều luôn, rất 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 nhiều luôn anh em không. Ê, thơm ngon từ thịt, ngọt từ xương.
Trời, đây có defector luôn nè. Bây giờ sao ta? Không biết nữa. Bây giờ đi summon, bây giờ cũng phải chờ level à. À cũng phải chờ level bạn ơi. Quẹt mực. Đúng rồi, phun nước miếng. Chưa, không được, phun vậy dở bạn ơi. Phun đẹp vô coi. Ai da. Trời. Cứu hồn, tưởng xong rồi chứ. Ôi, bạn thấy phun hai phát mà nó không trúng mà. Xíu nữa chết mẹ đó nha. Chẳng đùa đâu, hên đấy, hên đấy. Hên là team cũng đủ trâu đấy chứ không là ăn cước rồi. Mày báo thiệt luôn á, con báo này. Cái con báo này. Mày báo thiệt luôn á, chẳng đùa. Rõ báo mà, xíu nữa là chết rồi. Xíu nữa đi rồi. Ui ôi, hay đấy. Nhưng mà cái lần thứ ba lại trúng. Mà bạn biết bây giờ con này thì một lần trúng thôi là đã quá đủ rồi bạn. Em sai bao nhiêu lần không cần biết, em chọn trúng một lần là em ngon lành. Em sai bao nhiêu lần em không cần biết, mà em trúng đúng một lần thôi lấy tiền vậy đó, còn chỉ thế thôi mà. Ok, bây giờ mình giảm thời gian hồi chiêu nữa, mình có một cái sẵn một cục ngọc. Bây giờ mình giảm được thời gian hồi chiêu 20% nữa thì con rồng phun nước miếng này cái thời gian hồi chiêu nó chạy dù dù luôn, nhưng mà cũng chẳng cần thiết, nói thật là cũng không cần thiết đâu. Vậy nó đã quá nhanh rồi bạn ạ. Trời đất ơi, lại nữa. Lại nữa. Lại nữa. Đó bây giờ mới trúng nè, nhưng mà nó lại chậm quá rồi. Con rồng phun nước miếng pha đó hơi tục nha, hơi tục nha, xíu nữa chết cha nha. Trời ơi, tục đấy, nhẫn thông minh rồi luôn, xong luôn, khả năng cao là có RO luôn thì phải. Nãy mình nhớ lộn, đúng rồi, có RO luôn mà. Bây giờ RO cho ai? RO cho con Rim Tất nha bạn. Rồng phun nước miếng không có cần RO, tại vì giảm thời gian hồi chiêu, giờ thời gian hồi chiêu của con này nó chậm lắm, nó nhanh lắm rồi. À, mà bạn biết là con Demon của con Rim Tất này thì nó không nhận được God, cho nên con Rim Tất này nó quẹt mực chậm lắm, nhưng mà bây giờ nó quẹt được hai phát. Hy vọng là nó quẹt hai phát nhưng mà nó sẽ quẹt hai đường khác nhau thì cái khả năng mà nó bao phủ 10 con của đối phương á nó sẽ rất là nhiều. Ok không? Thì bây giờ chúng ta sẽ hy vọng là vậy, hy vọng là chúng ta sẽ set up được một cái bộ bài mà nó con Rim Tất nó quẹt hai đường. Nhưng mà Rim Tất một quẹt hai đường thì cũng khó, một đường đi trúng hết rồi đó, hai đường khác nhau nha bạn, hai đường khác nhau nha, quá tuyệt. Ôi đất coi, không còn gì để tuyệt hơn luôn bạn. Con Rim Tất quẹt hai đường khác nhau nó vậy thì còn gì bàn đâu bạn. Ôi da, rút rút máu mày, phun nước miếng nè, xạo với tao hả bạn, xạo hả bạn, giỡn hoài cu, giỡn hoài. Trời nó có Phantom Win nè, cái này mới ghê nè, ở này mới ghê nè. Tại sao con Phantom Win này nếu mà mày đẩy vô thì bạn biết là nãy mình có nói rồi. Nhưng mà bản update sau thì nó mới mạnh, còn bản update này thì nó chưa mạnh. Nó chưa mạnh nha bạn, bản update sau nó mới mạnh thì thôi, thì bây giờ để vô dùng đỡ mà chút xíu mình đi cái gì thì mình tính sau. Bây giờ bốn đỏ rồi nè, bốn gót rồi nè, bây giờ có thể là mình đi bốn shaman luôn. Tùy 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 thôi, tùy ý thôi mà, tùy ý mà dùng. Tóm lại là con rồng phun nước miếng này thì nó lại quá tuyệt rồi, quá tuyệt vời, không 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 thể nào mà nói gì khác được không em, trừ khi là bạn có cách là bạn làm nó câm lặng thôi. Không, nhưng mà bài vậy thì rất có thể là bạn bị khắc chế bởi hôn phun vô cái cọc thì thôi. Ôi giời. Mẹ răng có được lại đây rồi, ít răng phải cho mày lên 2 sao đồ vậy. Là Dragon Macro lấy cái miễn nhiễm hiệu ứng chứ còn lấy cái cấm đánh làm cái gì, bên kia có thằng nào có sát thương tay đâu. Có con rồng á, có con ngựa, hoặc là con rồng này thì không kích hoạt được rồi. Có con ngựa, thằng này đi human phép, trời đất ơi, bàn giày vẫn còn ôm human. Đi gnai chứ, thằng này đi gnai human, gnai phép gì đó, nhưng mà mình thấy phép, thấy human, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 con human, có bài phép, có Kira luôn. Wow, trượng dịch chuyển, oh my god, lấy trượng dịch chuyển cho con nào nhà già. Nếu mà già cầm dựng dịch chuyển thì cũng cha đấy nha, chứ chẳng đùa. Không, dịch chuyển cho con ngựa. Ôi con Rim Tất quẹt mực, ôi nó con Rim Tất nó đỉnh vãi đái luôn. Con Rim Tất nó đỉnh vãi. Nó quẹt mực không chê vào đâu được luôn mà bạn. Không chê vào đâu được luôn á. Ôi giời ơi, được quá nhờ. Hay đấy anh trai. Thật tuyệt vời.
lên luôn rồi, bây giờ đi sáu đỏ thôi bạn. Bài đi sáu đỏ tuyệt vời. Rồi đi Shaman pha này nó hơi tù. Shaman hơi tù nên là chưa lên được con Shaman 4 tiền nào cả. Ô chà. Ok. Bây giờ muốn nhanh không? Muốn nhanh thì dễ lắm bạn, mình chỉ cần lấy con rồng phun nước miếng của mình ra chỗ khác thôi là xong. Nhưng mà bạn thấy con rồng phun nước miếng của mình nó đang chiếu chiếu sao không? Đang khỏe lắm á. Ây da, sao không có mana vậy ta? Nè, phun nước miếng nè, chết cha mày chưa? Trời ơi, phun nước miếng nó đâu? Úi giời ơi. Được. Ủa nhưng mà team đằng trước cũng đỉnh cao vãi đái luôn, trâu như chó luôn mà. Team đằng trước của mình cũng thuộc dạng là cha chú người ta trâu kinh. Sao thua được bạn? Bài này sao thua? Bài của nó bạn lấy cái gì bạn ăn mình mà thua? Mình chỉ cần hỏi một câu vậy thôi, bài của nó lấy cái gì mà ăn mình mà thua bạn? Thua vào đâu? Thua vào đâu bạn? Thua vào đấm vào mồm mà. Ồ, ta lại chẳng đấm vào mồm. Chủ yếu lấy con ngựa và chuyển qua đây bắt chứ bắt cái con rồng phun nước miếng của mình thôi, mà rồng phun nước miếng của mình thì tao cho mày chứ, tao cho mày bắt. Ủa nhưng mà đúng kiểu bao qua đây nó bị miễn nhiễm này, cây vậy này thì bắt nè, phun cho thì bệnh hoạn luôn. Ồ, phun cho thì úi giời ơi luôn á, này thì phun nè, này thì nè, trời ơi, phun nước miếng nó rồng nó rút, con ngựa nó rút, mặc dù là con ngựa có hiệu ứng rồi đó nha, nhưng mà vẫn bị rút máu đến chết luôn mà chịu thôi. Ok, anh em đang xem đây lại cho mình một like, ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của mình nhé, comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hamai Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người, cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên kênh mình, anh em nào chưa đăng ký hội viên có thể ủng hộ mình một gói đăng ký hội viên nha. Rồi thank you mọi người, bye mọi người, bye mọi người, chúc mọi người chơi game vui vẻ, bye bye mọi người. Call, take my body call, take our bodies high.